trình vòng loại sôi động, quyết liệt và ghi dấu nhiều ấn tượng. Từ 112 đội bóng với 179 trận đấu, 8 đội bóng U11 cùng 8 đội bóng U13 đã được tuyển chọn để đại diện cho 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bước vào vòng chung kết. Với huyện Côn Đảo, chỉ tuyển duy nhất đội bóng U13, đến nay vẫn còn là ẩn số, hứa hẹn nhiều bất ngờ. Các đội tuyển của huyện Châu Đức ví như những chiến binh Linh Dương Xanh. Thi đấu bằng tinh thần quả cảm là hình ảnh của các đội tuyển huyện Đất Đỏ. Những chiến binh chân đất tràn đầy năng lượng chính là các tuyển thủ đến từ huyện Xuyên Mộc. Thị xã Phú Mỹ, đô thị cảng trong tương lai, cũng đã có đại diện của đội bóng đất cảng. Linh hoạt và mạnh mẽ là những rồng xanh của các đội tuyển thành phố Bà Rịa. Và từ thành phố Vũng Tàu, những ngôi sao biển đang dùng lực để lung linh tỏa sáng. Được chọn làm điểm diễn ra vòng chung kết, huyện Long Điền có hai đại diện U11 và một đại diện U13. Những chiến binh chủ nhà càng giàu khát vọng. Mỗi địa phương, từng tuyển thủ đều có ưu thế riêng lẫn quyết tâm chung, nên 30 trận cầu của vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp truyền hình BRT hứa hẹn nhiều kịch tính hấp dẫn. Trong khuôn khổ vòng chung kết cấp truyền hình BRT còn có nhiều hoạt động đồng hành thú vị, ý nghĩa với hoạt động giao lưu cùng các thần tượng bóng đá Việt Nam, ngày hội các trò chơi quanh quả bóng tròn, hoạt động thiện nguyện hướng về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Diễn ra trong các ngày 13, 14 và 20, 21 tháng 7 năm 2019 trên sân bóng Bầu Thành, huyện Long Điền, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp truyền hình BRT chắp cánh ước mơ bóng đá.